Tối cường hệ thống chương 44, làm lão sư. Hoàng triều đại yến người đến người đi, trên đường tiểu thương nối liền không dứt, ồn ào tấp nập. Lâm Phàm nhìn đủ loại người đi trên đường, tâm tình cũng thoải mái không ít. So sánh với sinh hoạt trong tông môn, Lâm Phàm nguyện ý ở nơi này tản bộ. Đương nhiên là chỉ ở lại thời gian ngắn, Lâm Phàm không nghĩ tới việc cố định lâu dài ở đây, bởi vì hắn phải mau trở nên thật mạnh để trở về tông môn, cấp cho sư huynh đệ một cái kinh hỉ thật to ngẫm lại chính mình một thân tu vi vô địch xuất hiện trước mặt các sư huynh đệ, không biết sẽ là cái dạng gì. Lâm Phàm cười hớn hở đi trên con đường lát gạch xanh. Hiện giờ chẳng có mục đích gì, Lâm Phàm tự nhiên là phải dạo một vòng hoàn thành trước đã. Tiểu ca, xin hỏi trong hoàn thành này có thế gia không? Lâm Phàm ngồi ở một quán trà ngoài trời, uống một tách trà, thuận miệng hỏi. Có chứ, Yến gia, Hàng gia, Tiêu gia, Vân gia, Bốn nhà này chính là bốn đại thế gia truyền thừa từ khi đại yến khai triều, chúng ta có thể có cuộc sống yên ổn như hiện tại thì không thể không nhắc tới công lao của bốn thế gia này. Chủ quán trà là một người trẻ tuổi, khi nói tới bốn nhà này cũng lộ vẻ hâm mộ. Lâm Phàm gật gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó trả tiền trà bằng tiền cướp được từ khúc hướng ca, rời khỏi nơi này, tiếp tục dạo hoàn thành. Lâm Phàm đi qua rất nhiều đại viện xa hoa, cũng nhìn thấy bốn đại thế gia trong miệng chủ quán trà. Đi đến gần xem thử, quả không hổ là bốn đại gia tộc, nguy nga tráng lệ, giàu có vô cùng. Lâm Phàm cũng động tâm. Hiện giờ muốn tăng tu vi chỉ có mấy biện pháp, giết người, giết mảnh thú, trắng đan dược. Mà tự Lâm Phàm nhận xét, trắng đan dược là tốt nhất, tốc độ nhanh, không có tác dụng phụ. Thế nhưng khi Lâm Phàm đi tới một chỗ có đông đảo binh lính trấn giữ thì dừng bước lại nhìn thật lâu. Đây là Hoàng Cung. Nơi ở của đế vương Hoàng Triều Đại Yến. Đây là một đại bảo khố. Cũng là một phó bản có độ khó rất cao. Ngươi đứng đây làm gì? Đứng lại, đừng chạy. Giờ phút này Lâm Phàm nhìn thấy thị vệ canh gác đi về phía mình thì có tật giật mình mà bỏ chạy, đồng thời trong lòng rất là tức giận, không phải nhìn nhiều mấy lần, có cần nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Phàm xác định thị vệ không có đuổi theo thì mới thở vào một hơi. Hắn lại tiếp tục thăm dò thêm mấy nơi giàu có nữa, cốt để quen thuộc tình huống còn xuống tay cổng học viện thiên phủ lâm phàm cũng không biết mình đang đi đâu thế nhưng vừa nhìn tới học viện thiên phủ lâm phàm lại dừng bước trên cổng có hai cái thông báo khiến lâm phàm lâm vào trầm tư mình bây giờ khuyết thiếu một thân phận học viện thiên phủ này hiện giờ một bên là tuyển lão sư một bên chính là tuyển học viên đương nhiên đối với lâm phàm mà nói đệ tử có cấp bậc quá thấp mình khẳng định phải làm lão sư dù sao khí chất làm gương cho người Lâm Phàm tự nhận mình có đủ. Giờ phút này, cổng học viện Thiên Phủ có một đội ngũ thật dài đang xếp hàng. Những người này đều còn rất trẻ, tuổi chỉ ở khoảng 13-14. Lâm Phàm đi vào bên cổng tuyển lão sư, không có người nào. Xin chào, ta đến thi tuyển lão sư. Lâm Phàm đi vào trước bàn tuyển dụng nói. Ngồi trước bàn tuyển dụng là một gã mập có bộ râu cá trê. Hắn thấy có người đến báo danh, lập tức tinh thần phấn chấn ngồi thẳng người muốn làm lão sư. Gã mập tinh tế đánh giá Lâm Phàm, trong mắt tỏa ra một tia hào quang. Đúng. Lâm Phàm gật gật đầu. Tốt, lão sư ở học viện thiên phủ chúng ta có đãi ngộ rất lớn, thế nhưng trước hết giao 10 lượng bạc phí báo danh đã. Mập mạp cười nói. Lâm Phàm cũng không để ý nhiều hay ít, đem số bạc còn lại không nhiều trên người ném cả lên bàn. Mập mạp thấy tiền, cười tiếp mắt, sau đó nhiệt tình như lửa tiếp đón Lâm Phàm. Đi theo ta, chỉ cần thông qua sát hạch là có thể vinh dự làm một lão sư của học viện thiên phủ. Mập mạp nói. Rất nhanh, mập mạp mang lâm phàm đi tới một căn phòng lớn. Bên trong sẽ có người sát hạch, chúc ngươi thành công. Sau khi lâm phàm bước vào, mập mạp đóng cửa lại, vân vê mấy thỏi bạc trong tay, mỉm cười. Không tồi, không tồi, lại có tiền tới tay. Mập mạp cho rằng người vừa vào rất nhanh sẽ mặt mũi bầm dập đi ra. Tuyển lão sư là không giả, nhưng yêu cầu cao vô cùng. Từ khi học viện thiên phủ giáng thông báo tuyển lão sư đã có không biết bao nhiêu người đến thi tuyển, nhưng toàn bộ đều thất bại. Mập mạp mặt cười cười chờ ở cửa, nhẫm đến thời gian xem người này có thể kiên trì bao lâu. Lúc này có người từ bên trong đi ra. Mập mạp cả kinh, không thể nào, nhanh như vậy. Thất bại. Mập mạp thấy người đi ra là lâm phàm, lộ vẻ tiếc nuối nói, xem như là an ủi. Lâm Phàm khẽ cười. Để cho hắn tới lớp chữ đinh. Lúc này từ bên trong có người nói vọng ra, giọng nói tuy bình thản nhưng nghe kỹ vẫn phát hiện một tia phẫn nộ được cố nén lại. Mập mạp sửng sốt, hiển nhiên có chút không dám tin. Người này lại thành công. Từng có hơn 100 người tới mà chưa ai thành công, người này. Có điều lớp chữ đinh cũng không thế nào, xem ra người này vận khí tốt nhưng thực lực không quá cao mới bị giao đi dạy đám đệ tử không ra hồn đó. Rõ. Mập mạp cung kính lên tiếng trả lời người bên trong, sau đó dẫn Lâm Phàm rời đi. Trước khi đi, Lâm Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lần này Lâm Phàm xem như chính thức ước lượng được thực lực của mình. Xoay chuyển càng không cùng hắc hổ đào tâm Lâm Phàm đều không dùng, mà là dùng công pháp chính quy truy phong kiếm quyết cùng bất động hoàng quyền. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được diệu dụng của số lượng chân nguyên, chính là tăng cường lực phá hoại. Hiện giờ chân nguyên của Lâm Phàm là 2200, có thể so sánh với tiên thiên cấp 5, nếu toàn lực chém giết thì cảnh giới nhập thần trở xuống vẫn là có thể. Tiếp đó, Mập Mạp đưa Lâm Phàm đi sắp xếp nơi ở trong học viện thiên phủ. Nếu sau này muốn rời đi thì chỉ cần thông báo một tiếng là được. Chuyện ngươi trở thành lão sư lớp chữ đinh, ta sẽ mau chóng làm thủ tục giúp ngươi, ngày mai ngươi có thể nhậm chức. Mập Mạp xem như là người giải quyết việc mau lẹ ổn thỏa lớp chữ đinh này ra sao lâm phàm giờ phút này còn có một chút kích động đây là lần đầu tiên hắn làm lão sư dạy dỗ người khác cũng không biết sẽ như thế nào bàn tự liếc mắt nhìn lâm phàm một cái học viện thiên phủ chia làm giáp ất bính đinh bốn cấp bậc đinh là lớp kém cỏi nhất thường thường đều là con nhà bình dân thiên tư không được tốt lắm thành tựu tương lai rất có hạn lâm phàm đảo cặp mắt trắng giả người kia cũng quá hẹp hòi không phải chỉ là các vụn y phục của hắn sao, có nhất thiết phải phân ca dạy lớp nát nhất thế không? Thế nhưng lớp kém cỏi nhất cũng tốt, bổn đại gia dù sao không phải đến để dạy học mà là để che giấu thân phận. Tứ đại thế gia cùng hoàng cung ơi, các bấy bì không thoát được lòng bàn tay của bổn đại gia đâu. Hôm sau, lớp chữ đinh. Đây là lớp kém cỏi nhất học viện thiên phủ, đệ tử trong lớp mỗi ngày đều phờ phạt tới học viện, vừa bước vào cổng, chúng nó đã cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh. Chúng nó mặc y phục màu lam, đây là loại trang phục được học viện Thiên Phủ quy định theo bốn cấp bậc. Màu lam đại biểu lớp chữ đinh, cũng là màu đại biểu cho sự kém cỏi nhất. Đám học sinh chung quanh nhìn thấy hơn 10 học sinh y phục màu lam thì cùng cười vang nhạo báng. Phế vật, dù ở đâu cũng không được hoan nghênh. Tu luyện coi trọng thiên phú, thiên phú không tốt, nếu không có đại cơ duyên bù đắp thì tuyệt đối không có bao nhiêu thành tựu. Bởi vậy thiên phú không tốt chính là phế vật. Đây là một câu chúng nó được nghe nhiều nhất kể từ khi gia nhập học viện Thiên phủ. Tối hôm qua chúng nó nhận được thông báo, có lão sư mới sẽ dạy bọn hắn. Đối với chúng nó mà nói, việc này chẳng có ảnh hưởng gì cả, bởi vì chúng nó đã buông xuôi chính bản thân mình, thầm nghĩ học 3 năm, tốt nghiệp xong sẽ thành thành thật thật làm một nghề gì đó mà kiếm sống, trở thành một người bình thường con đường tu luyện không phải người có thiên phú kém như chúng nó có khả năng dính dáng còn về lão sư chúng nó cũng không có nghĩ nhiều trong số chúng nó ngay cả hậu thiên cũng không ai đạt tới lão sư nào cũng không để vào mắt còn có thể nghĩ nhiều cái gì lâm phàm dậy rất sớm rửa mặt súc miệng thật sạch sẽ hôm nay là một ngày trọng đại đánh dấu chính mình bắt đầu một nghề nghiệp cực kỳ phong cách là lão sư cảm giác thật sự không tệ dọc theo đường đi Lâm Phạm thông qua hỏi thăm, biết được vị trí của lớp chữ đinh. Trước khi bước vào cửa lớp, Lâm Phạm dừng lại, hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự tiến vào. Ngay tích tắc tiến vào lớp, Lâm Phạm đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức suy nhược sộc lên mũi, dường như có thể làm cho người ta có thể mất đi hết sạch hy vọng sống. Ta là lão sư mới của các trò, ta gọi là Lâm Phạm. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta hy vọng mọi người có thể tôn trọng ta, không dở trò bên dưới. Lâm Phàm đứng trên bục, nhìn đám đệ tử mà mình sẽ dạy, ai nấy phờ phạt úp mặt lên bàn, mắt lờ đờ như không có sức sống. Nghe rõ chưa? Lâm Phàm cho rằng đây là đám tiểu thí hài đang coi thường mình, nhất thời tăng âm điệu lên mấy lần. Một đám đệ tử đã mất đi hy vọng trên con đường tu luyện cũng bị một tiếng quát này của Lâm Phàm dọa tới run người, thế nhưng sau đó lại thở dài, rồi phờ phạt ngồi im tại chỗ. Tốt, trước hết điểm danh, coi như làm quen mọi người một chút lâm phàm cầm danh sách trong tay nhìn những cái tên bên trên khẽ nhíu mày tại sao mấy chữ này nhìn phức tạp thế nhỉ giống chữ hán phồn thể trong thế giới của mình nhưng lại có vẻ có chút khác biệt thế nhưng giờ mình đang làm lão sư cũng không thể đánh mất thể diện tuy mấy chữ này hơi khó nhưng lâm phàm cho rằng không khác chữ hán nhiều lắm lưu thủy thủy lâm phàm đọc cái tên đầu tiên nhưng không người nào lên tiếng lâm phàm nhìn những học sinh này lưu thủy thủy là ai không đi học sao cả đám ủ rũ đưa mắt nhìn nhau không biết người có cái tên mà lão sư mới tới này vừa đọc là ai mà lúc này có một nữ sinh sắc mặt hơi sợ sệt đã giơ tay lên lão sư ta gọi là lưu miễu miễu lâm phàm hít một hơi lạnh cảm giác mặt hơi nóng lên nhưng sau đó lập tức bình tĩnh lại nghĩ chính mình hiện giờ là một lão sư cũng không thể tự làm xấu sao trò cho rằng ta không biết chữ sao ta chính là cố ý gọi lưu thủy thủy đó hừ quả thực là không biết tôn trọng người trên người tiếp theo lâm phàm đọc tiếp tào thiên tiêu người nào là tào thiên tiêu lâm phàm nhìn danh sách mấy chữ này coi như nhận ra hẳn là không sai đám đệ tử bên dưới lại quay mắt nhìn nhau không biết lần này lão sư lại gọi tên ai ai là tào thiên tiêu tại sao không nói chuyện có phải là không đi học không cứ ống một tẹo là đã nghỉ học sao vậy sau này làm sao mà tiến được trên con đường võ đạo chứ lâm phàm nói giờ phút này một đệ tử có gương mặt mũm mĩm nhìn nhìn xung quanh cuối cùng lắc lắc đầu trong lòng nghĩ đây hẳn là tên mình lão sư là ta lâm phàm vừa thấy có người giơ tay lập tức tiến lên gọi tên trò sao trò không thưa có muốn bị véo tay không hả lâm phàm nghĩ làm lão sư nhất định phải xuất ra uy phong của lão sư, lưu lại hình tượng nghiêm khắc trong lòng đệ tử, nếu không sau này sẽ không thể nào dạy dỗ nổi bọn hắn. Đây cũng là điều Lâm Phong ngộ ra sau thời gian đi học ở thế giới cũ. Lão sư, ta gọi là Tào Phu Thụ. Tào Phu Thụ sợ hãi rụt rè nói, cảm giác lão sư mới tới này có gì sai sai, ngay cả tên cũng đều đọc chệt. Giờ khắc này, Lâm Phàm vừa nghe, đột nhiên hít sâu một hơi ta nói trò tên tào thiên tiêu chính là tào thiên tiêu trò nghe rõ chưa lâm phàm cường ngạnh nói tào phu thụ tào thiên tiêu tào phu thụ tào thiên tiêu tào phu thụ nhìn lão sư mới tới này có chút bất đắc dĩ lại có chút thương tâm cuối cùng chỉ đành gật đầu vâng là ta lâm phàm vừa nghe tức thì cười nói vậy mới ngoan tốt người tiếp theo sau khi điểm danh xong, Lâm Phàm thề sau này tuyệt đối sẽ không làm chuyện tương tự nữa. Lần điểm danh này còn mệt hơn cả đi đánh bóp. Chữ ở huyền hoàng giới không biết là gã rùa đen nào sáng tạo, nếu bị bổn đại gia biết không thể không đập chết ngươi. 13 học sinh, Lâm Phàm chỉ đọc được chuẩn một cái tên, còn lại 12 người bị Lâm Phàm cưỡng bức sửa tên. Tốt, hôm nay là ngày đầu tiên, ta sẽ bắt đầu xếp thời khóa biểu cho sau này. Buổi sáng, dạy tư tưởng phẩm đức, buổi chiều, Dạy thực chiến, hiện tại bắt đầu học, tất cả mọi người đứng dậy cho ta." Lâm Phàm nghiêm túc nói. Mà 13 học sinh bên dưới lại không hiểu ra sao, tư tưởng phẩm đức là cái gì? Giờ lại muốn đứng lên làm gì? Nói, "Kính chào lão sư." Lâm Phàm thấy 13 học sinh ngây ngốc mà đứng, nhất thời cảm giác mình sau này trách nhiệm trọng đại a. À. "Kính chào lão sư." 13 học sinh chết lặng nhìn Lâm Phàm, cuối cùng có chung nhận xét lão sư trước mắt chúng nó là người điên đồng thời chúng nó cũng có loại xúc động muốn khóc lớp chữ đinh dù rất kém rất phế nhưng không thể vì thế mà giao chúng ta vào tay một người điên a à. từng ngồi xuống bắt đầu học lâm phàm thấy đám đệ tử này rất nghe lời thỏa mãn gật gật đầu tuy rằng thiên phú lớn nhưng chỉ cần nghe lời thì đều là đệ tử tốt tốt tiết học đầu tiên của ngày hôm nay sẽ giảng về đấu phá thương khung hồi một thiên tài ngã xuống đinh chúc mừng mở ra chức nghiệp phụ đạo sư ngày hôm nay đối với lâm phàm là một ngày có ý nghĩa phi thường nghề nghiệp lão sư ở trong mắt lâm phàm là nghề nghiệp thần thành không thể xâm phạm mỗi một câu nói mỗi một động tác đều sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của đệ tử bởi vậy lâm phàm rất nghiêm túc mà chức nghiệp phụ đạo sư mới được mở ra làm cho lâm phàm có chút tò mò không biết là có tác dụng gì chức nghiệp phụ đạo sư Công hiệu, mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn với đệ tử lắng nghe, mỗi một câu nói đều sẽ trở thành thánh ngôn với các đệ tử. Nhìn thấy giới thiệu công hiệu, Lâm Phàm càng rối thêm, vẫn không biết rõ tới cùng là đạo sư có chỗ lợi gì. Mặc dù chưa rõ tác dụng của chức nghiệp phụ đạo sư này, nhưng tình huống hiện tại rất rõ ràng, chính mình thân là một lão sư quan vinh, nhất định phải dạy dỗ cho đám trẻ nhỏ khát vọng với tri thức ở dưới này lâm phàm từng xem qua không ít tiểu thuyết tuy không nhớ rõ lắm nhưng cũng kể được một nửa đầu mà bây giờ hắn muốn nói tới chương đầu tiên của tiểu thuyết đấu phá thương khung hy vọng sẽ trở thành một chén canh gà để bồi bổ cho tâm linh của những đệ tử đã mất niềm tin này các học sinh phía dưới nhìn lão sư trên bục một bụng nghi hoặc lão sư này muốn làm gì còn đấu phá thương khung là cái gì lâm phàm ho nhẹ một tiếng trên một đại lục xa xôi có tên là đấu khí có một thành thị rất nhỏ bé nơi đó có một thiếu niên tên gọi là tiêu viêm đám học sinh không rõ lão sư đang nói cái gì đại lục đấu khi là chỗ nào nhưng càng nghe bọn nhỏ càng chìm vào tiếng của lão sư giống như có ma lực truyền vào tận chỗ sâu trong lòng tụi nó lâm phàm nhìn vẻ mặt của các đệ tử cũng thỏa mãn gật gật đầu xem ra hiệu quả không tệ lắm lại tiếp tục giảng giải tiêu viêm này là một thiên tài hắn cao ngạo tự tin bạn cùng lứa tuổi đều hâm mộ hắn, đố kỵ hắn, nhưng lại không ai có thể đuổi kịp và vượt qua hắn. Mãi cho đến một ngày, thiên tài được mọi người công nhận này lại trong vòng một đêm tu vi mất sạch, trở thành phế vật trong đám người. Những người từng lấy lòng nịnh bợ hắn giờ đều châm chọc mỉa mai, toàn bộ vinh quang cũng trong một đêm không còn lại chút gì. Lâm Phàm rất có lòng tin ở tài ăn nói của mình. Tuy không nhớ kỹ cốt truyện, nhưng tổng thế vẫn không thành vấn đề. Nói một hồi, lâm phàm ngừng lại đám học sinh đang nghe đến nhập thần vội nôn nóng nhìn lâm phàm lão sư sau đó thì sao đúng a à, lão sư tiêu viêm biến thành phế vật xong thì thế nào tụi nhỏ thấy lão sư không nói thì trong lòng ngứa ngáy vô cùng lâm phàm nhìn vẻ mặt của đám đệ tử biết hiệu quả mình muốn đã đạt được sau đó mỉm cười mở miệng nói không vội hiện tại ta hỏi các trò các trò vừa nghe xong đoạn vừa rồi thì hiểu được những gì chu du trò nói thử xem lâm phàm chỉ vào một nam sinh có khuôn mặt rất tròn hỏi lão sư ta gọi là chu địch không phải chu du từng lâm phàm nhướng mày hơi có vẻ không vui được rồi lão sư ta gọi là chu du ta hiểu rằng thiên tài tiêu viêm biến thành phế vật nhất định là đau khổ tột độ mất đi hy vọng đối với cuộc sống chu địch nghĩ nghĩ nói từng nói rất đúng hắn biến thành phế vật còn phế hơn cả các trò không còn một chút trọng vọng nào trong gia tộc tất cả những gì từng có đều tan biến hết hắn mất đi hy vọng trong ba năm hắn chịu đủ vô số khuất nhục cùng châm biếm nhưng mà bi thảm còn chưa kết thúc một chuyện càng thêm đã kích đã xảy ra người từng là vị hôn thê của hắn tới tận nhà yêu cầu từ hôn tốt hiện tại nói xem các trò lại hiểu được gì lâm phàm đang nói đến đoạn gây cấn lại ngừng lại lập tức lại chỉ một đệ tự ý bảo trả lời tào thiên tiêu trò trả lời xem giờ phút này đám học sinh có chút bất đắc dĩ lão sư vì sao cứ nói một lửa lại dừng làm chúng nó ngứa ngáy trong lòng tào thiên tiêu nhìn lão sư trong lòng rất là ấm ức mình không phải tên tào thiên tiêu nhưng nhìn vẻ mặt của lão sư chỉ sợ sau này mình phải chấp nhận tên này rồi lão sư ta cho rằng đây là một chuyện vô cùng nhục nhã với bất kỳ nam nhân nào chịu đủ khuất nhục không nói lại bị vị hôn thê từ hôn trước mọi người nếu như là ta tào thiên tiêu vì tiêu viêm mà bất bình thế nhưng nói tới đây hắn lại trầm xuống nếu là trò thì trò sẽ thế nào lâm phàm cười hỏi tào thiên tiêu nhìn lão sư sau đó ngượng ngùng mà đáp ta nghĩ ta đành chấp nhận dù sao cũng không xứng với người ta tào thiên tiêu vừa nói xong chung quanh đã cười ầm lên lâm phàm giơ tay ra hiệu ý bảo ngồi xuống, sau đó kể tiếp. Tại lúc ấy, tiêu viên lấy máu làm mực, viết xuống một tờ giấy từ hôn, câu cuối trong đó là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng kinh thiếu niên nghèo. Một câu này chính là biểu thị hết thảy sự không cam lòng cùng phẫn nộ trong lòng tiêu viêm, cũng là tiếng gầm lên giận dữ với ba năm nhục chí không hy vọng. Giọng điệu của Lâm Phàm cũng biến hóa theo nội dung hắn nói tới. Đám đệ tử đang lắng tai nghe, tới đây, nội tâm chúng nó đột nhiên phản phất có một tia dao động, giống như có một lực lượng vô hình đang đập thật mạnh lên trái tim đã mất đi nhịp đập hy vọng của chúng nó. Đinh, chức nghiệp phụ đạo sư điểm kinh nghiệm cộng 10. Lúc này Lâm Phàm phát hiện tăng trưởng điểm kinh nghiệm, trong lòng sửng sốt, có chút không rõ điểm kinh nghiệm của chức nghiệp phụ này là thế nào gia tăng. Xem ra chức nghiệp phụ đạo sư này còn cần hắn nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Đừng kinh thiếu niên nghèo, những lời này thật hay, từ nay về sau ta cũng muốn điên cuồng mà phấn đấu, cho dù thiên tư của chúng ta kém bọn hắn thì thế nào chứ, ít nhất tự mình phải coi trọng mình." Chu địch nắm thật chặt nắm tay, khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng lên. "Đúng vậy, sau này ta cũng phải nỗ lực." Lâm Phàm sửng sốt, chỉ đơn giản như vậy đã khiến tụi nhỏ có lại tin tưởng sao? "Không khoa học a, à, chẳng lẽ là tác dụng của chức nghiệp phụ đạo sư?" Lâm Phàm nghĩ mãi mà không rõ, rồi lại nói tiếp: tiêm viêm gặp một ngày nhục nhã như vậy đương nhiên tức giận phấn đấu thế nhưng tiêu viêm hiện giờ thành phế vật dù hăng hái hơn nữa cũng có thể làm gì ngay tại thời điểm tiêu viêm không biết nên làm sao cho phải một cao nhân bao phủ trong ánh sáng chói lọi xuất hiện người đó bị trái tim bất khuất của tiêm viêm làm cảm động cho rằng đây là một nhân tài có thể đào tạo nên thu tiêm viêm làm đệ tử dạy dỗ hắn trưởng thành lâm phàm giờ phút này nói ngắn gọn kể lại sau khi tiêm viêm cố gắng thì tu vi tiến nhanh một lần nữa đứng vững vàng gót chân trong gia tộc, thu thập lại toàn bộ vinh quang vân vân. Đương nhiên Lâm Phàm cũng bóp méo không ít cốt truyện, nếu dựa theo nguyên bản là không biết đời nào mới kể xong, mà hắn cũng không nhớ rõ. Khi Lâm Phàm nói xong, 13 học sinh bên dưới cực kỳ kích động, bất kể là nam hay nữ đều nắm chặt nắm tay, mặt đỏ lên, tràn ngập động lực vô hạn với tương lai. Ở một khắc này, không khí trầm lặng trong lớp học đã biến mất, đổi thành bầu không khí bất khuất không chịu thua cùng tin tưởng phấn đấu lâm phàm rất vừa lòng vốn còn tưởng phải nói nhiều thêm không ngờ chỉ mấy câu đã tạo thành hiệu quả to lớn như vậy tốt chuyện về tiêu viêm các trò đã nghe xong hiện tại ta hỏi các trò các trò cho rằng điểm quan trọng nhất trong đó là gì lâm phàm khoanh tay trước ngực tự tin miễn cười nhìn đám đệ tử lão sư ta cho rằng quan trọng nhất chính là có một trái tim bất khuất kiên cường chịu đủ khuất nhục không buông bỏ. Cố gắng, cố gắng hơn. Lâm Phàm nghe đám đệ tử nói ra một đống đáp án thì khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không ủng hộ với ý kiến của tụi nhỏ. "Lão sư, theo người thì cái gì mới là quan trọng nhất?" Lưu Miểu Miểu thấy lão sư liên tục lắc đầu thì nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lưu Miểu Miểu. "Lưu Thủy Thủy, cả các trò nữa, các trò đều nói tới những điểm quan trọng, nhưng lại không phải là quan trọng nhất." lão sư cho rằng điểm quan trọng nhất chính là tiêu viêm gặp được một lão sư tốt cũng tốt như ta vậy các trò cảm thấy thế nào lâm phàm cảm giác đầu óc của đám đệ tử này hơi trì độn một chút mình đã nói thẳng ra như vậy mà cũng chưa thấy phản ứng gì đám lưu miễu miễu sửng sốt hiển nhiên là không nghĩ tới lâm phàm thấy tụi nhỏ có vẻ nghi hoặc thì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói các trò xem tiêu viêm kia đã biến thành phế vật tự mình sao có thể vùng lên còn không phải bởi vì gặp được một lão sư tốt cho nên nói lão sư này là điểm quan trọng nhất để tiêu viêm có thể lấy lại vinh quang không có người này dạy dỗ tiêm viêm cũng sẽ không có thành tựu sau này các trò thấy ta nói có đúng không đám lưu miễu miễu vừa nghe lão sư phân tích trong lòng bỗng cảm giác lão sư nói vô cùng có đạo lý sau đó cả đám đưa mắt nhìn nhau một cái lập tức cung kính không người với lâm phàm lão sư xin người sau này dạy dỗ chúng ta thật nghiêm khắc chúng ta cũng muốn trở thành người như tiêu viêm, chúng ta không muốn cả đời này bị người khác coi thành phế vật. Kính nhờ lão sư. Giờ khắc này Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, có thể hiểu được điểm quan trọng nhất trong bài giảng, thật không dễ dàng a. À. Đinh, Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ đạo sư, điểm kinh nghiệm cộng 10. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ đạo sư, điểm kinh nghiệm cộng 10. Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ đạo sư thăng cấp thành hiền sư. Đinh, chúc mừng mở ra công năng hiền sư. Lâm Phàm không ngờ mới một thoáng mà chức nghiệp phụ đạo sư đã thăng cấp. Buổi học hôm nay tới đây chấm dứt, ta hy vọng tiết buổi chiều nay các trò có thể đến không thiếu một ai. Hiện tại mình là hiền sư, tự nhiên phải có uy nghiêm mới được. Câu nghiêm sư bổng hạ xuất cao đồ cũng không phải không có đạo lý. Vâng, lão sư. Lão sư, người đi thông thả cảm nhận được ánh mắt sùng bái tôn kính khi đám đệ tử nhìn về phía mình lâm phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu canh gà tâm linh quả nhiên không hổ là canh thần muôn đời chỉ cần uống xong một chén thì dù gặp đã kích lớn cỡ nào đi nữa cũng có thể phấn chấn tin tưởng trở lại tuy chỉ làm lão sư để ẩn dấu thân phận nhưng hiện giờ có năng lực hiền sư lâm phàm cũng không ngại dạy ra mấy đệ tử tốt đám đệ tử lớp chữ đinh thiên tư kém cỏi là phế vật trong mắt mọi người nếu không có một vị hiền sư dẫn dắt chỉ dạy thì chỉ sợ đời này đã định. Chức nghiệp phụ thăng cấp, Lâm Phàm cũng muốn nghiên cứu kỹ một phen. Mà vừa nghiên cứu một chút thôi, Lâm Phàm đã phát hiện chức nghiệp phụ đạo sư này vẻ như có chút phức tạp, không đơn giản như mình suy nghĩ. Tuổi nhỏ tôn kính nhìn lão sư rời đi, sau đó 13 học sinh đứng thành vòng tròn đối mặt vào nhau, nắm chặt nắm tay đặt ở ngực. Từ hôm nay trở đi, ta phải lần nữa làm người, ta không muốn làm phế vật. Đúng vậy, đừng khinh thiếu niên nghèo, ta hiện tại muốn đi lớp chữ bính nói cho tên kia, chớ xem thường ta. Đi. Sau đó một đám học sinh bị Lâm Phàm tẩy não thành công, giống như được thiên thần phụ thể mà chạy tới trước mặt những người từng nhục nhã chúng nó để thề. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Chức nghiệp phụ đạo sư sau khi tiến giai làm hiền sư thì có mấy công năng lớn. Quán đỉnh, có thể đem một môn công pháp của bản thân để truyền vào đầu cho đệ tử cực hạn của công pháp này sẽ là cực hạn ban đầu cộng thêm 3 tầng. Ngộ tính hướng dẫn từng bước, giảng giải chuyện xưa có thể tăng lên ngộ tính của đệ tử. Bàn tay cổ vũ, lúc đệ tử báo cáo thành quả với ân sư, hy vọng được ân sư khích lệ, ân sư duỗi một tay khẽ xoa đỉnh đầu của đệ tử có thể khiến đệ tử tăng lên tư chất. Lâm Phàm cảm giác ba hạng công năng này thật sự rất biến thái. Nhất là ngộ tính cùng bàn tay cổ vũ, hoàn toàn chính là năng lực nghịch thiên. Tư chất của mỗi người đều là trời sinh, từ khi ra khỏi bụng mẹ đã bị ông trời quyết định. Trừ phi là đang dược thánh cấp như vô thượng đăng kia mới có thể thay đổi tư chất, nếu không sợ là không có cách nào. Lâm Phàm cũng có nghiên cứu về tư chất, gồm kém cỏi, thiên tài, cái thế kỳ tài, vạn thế kỳ tài. Bốn cấp bậc này là Lâm Phàm nghe các sư huynh nói qua, giờ chức nghiệp phụ của mình đã là hiền sư, có thể tăng tư chất đệ tử lên tới hàng ngũ thiên tài mà 13 học sinh của mình, ngay cả cảnh giới hậu thiên cũng chưa ai đạt đến, đã chừng đó tuổi mà như vậy thì chỉ sợ còn thấp hơn cả cấp kém cỏi. Nếu có thêm cấp bậc nữa, 13 đệ tử này hẳn là bị xếp vào cấp ngu si rồi. Trong học viện thiên phủ, giáp ức bính đinh mỗi một lớp đều có từ mấy trăm đến hơn một ngàn đệ tử, mà đệ tử lớp chữ đinh cơ bản đều là những học viên bị vứt bỏ, cũng là lớp không có yêu cầu gì trước khi nhập học của học viện, chỉ cần tuổi đạt tiêu chuẩn là vào căn cứ theo dân số của hoàng triều đại yến nếu tất cả đều nhập học thì học viện thiên phủ cũng không chứa hết nổi thế nhưng những đứa trẻ có thiên tư không tốt phần lớn đều buông bỏ con đường tu luyện chuyển sang làm công việc gì đó hoặc là đổi qua học văn hy vọng sau này vận khí tốt còn có thể đổ đạt kiếm một chức quan lâm phàm nghiên cứu xong ba đại công năng của hiền sư coi như đã hiểu rõ quán đỉnh không tồi ví dụ như thái cấp ma thân nếu mình quán đỉnh cho học sinh thì những học sinh này có thể đem công pháp vốn chỉ 3 tầng này luyện tới tầng 6. Đây đối với người bình thường đã là thành tựu tuyệt đỉnh. Đương nhiên gã biến thái Lâm Phàm không tính. Không quá bao lâu, Lâm Phàm đi tới nhà ăn của học viện Thiên Phủ. Nhà ăn cung cấp suất ăn cho lão sư, đệ tử thì đại đa số đều về nhà riêng, còn nếu ở lại trong trường thì trả tiền cũng có thể được dùng bữa. Lâm Phàm quan sát tình huống nơi này, có lão sư cũng có đệ tử. Xem bên ngoài thì những đệ tử này đều khí thế bất phàm, thân mặc y phục lớp chữ giáp, so với đệ tử hắn đang dạy chính là một trời một vực. Tiên thiên cấp 1 Tiên thiên cấp 2 Lâm phàm nhìn chung quanh một vòng, cơ bản đều là cảnh giới tiên thiên. Ở học viện thiên phủ bọn hắn có thể xếp vào hạng thiên tư trắc tuyệt, nhưng so cùng thánh ma tông thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ không biết có cao thủ nào ẩn nút chưa xuất hiện không thôi. Trong lúc Lâm phàm đánh giá chung quanh, một nam tử ngồi cạnh lâm phàm nghi hoặc nhìn hắn hỏi ngươi là lão sư mới tới sao đúng lâm phàm mỉm cười gật đầu nói tiên thiên cấp 5. tu vi chỉ có thể xem như tạm được bảo sao ta chưa thấy qua ta là lão sư lớp chữ ất năm ba lưu thanh phong lưu thanh phong cười nói lão sư lớp chữ đinh năm nhất lâm phàm lâm phàm nói ngay khi lâm phàm nói lớp chữ đinh Lưu Thanh Phong hơi sững sờ, có vẻ có chút khinh thường, sau đó vẻ nhiệt tình ban đầu mất sạch. Lâm Phàm lắc lắc đầu, cũng không để ở trong lòng. Hắn không có nhiều hứng thú với một gã tiên thiên cấp 5. Bất diệt ma thể đã tới tầng 2, cảnh giới tiên thiên cấp 5 căn bản không tặng được bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho Lâm Phàm Lười phản ứng Có điều Phật còn có lửa giận nữa là một lão sư thần thánh và quan vinh như Lâm Phàm Lưu Thanh Phong này nói chuyện với những lão sư khác cũng không nể nang gì Lâm Phàm, thẳng nhiên bôi nhỏ lớp chữ đinh. Đám học sinh lớp chữ đinh kia cũng không biết là nghĩ gì mà tới học viện, tư chất tầm thường như thế không có bất cứ hy vọng gì với võ đạo. Phế vật trong phế vật, mấy trăm cái lớp rồi đều như thế, cả lão sư cũng một đám tương tự. Những gã ấy mà dám xưng là lão sư, cũng chỉ toàn cảnh giới hậu thiên mà thôi, học sinh kém cỏi nhất của ta cũng là tiên thiên cấp 1 hoàn toàn không thể so sánh a à. lâm phàm ngồi ở một bên ăn cơm không biết vì sao hắn cảm giác những lời này thật chói tai nếu không phải hầu tử thâu đào đã tiến dai thật muốn trộn mỗi người các ngươi mấy đào mà lúc này bọn người kia vẫn không ngừng ở trước mặt mình khoe khoang sự ưu việt điều này làm lâm phàm có chút không vui khi ở thánh ba tông chưa từng có ai xem thường đệ tử ngoại môn học viện thiên phủ này nhìn như khá tốt nhưng bên trong lại một trũng rồi từ điểm đó lâm phàm cũng đã nhìn ra học viện thiên phủ muốn đuổi kịp và vượt qua tông môn là chuyện không thể nào bằng đám lão sư lấy mắt chó nhìn người này cũng cùng mình so sánh được sao tố chất nghề nghiệp kém đến như vậy hoàn toàn là một trời một vực a à? này các vị các ngươi là đang sỉ nhục đệ tử của ta sao lâm phàm buông đổ xuống quay đầu nhìn đám người kia tính thích khoe khoang ai cũng có ít nhiều nhưng khoe khoang ở trước mặt bổn đại gia thì không được huống hồ 13 đệ tử của mình tuy giờ đang là một đám ngốc, nhưng có ca làm lão sư thì cần phải lo sao? Sao, ngươi có vấn đề gì? Ngồi đối diện Lưu Thanh Phong là một gã lão sư dáng vẻ bệ vệ, rất hung hăng nói. Lâm Phàm liếc nhìn đối phương một cái, cũng là tiên thiên cấp 5, khí tức cuồng bạo, xem ra là tu luyện công pháp nào đó dễ dàng làm cho người ta nóng giận. Hổ lão sư, bất giận, lão sư mới tới của lớp chữ đinh này sợ là còn chưa biết quy củ nơi đây. Lưu Thanh Phong cười nhẹ nói. Huyền hoàng giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực vi tôn, nhất là ở học viện thiên phủ, cường giả có quyền lên tiếng tuyệt đối. Mà học viện thiên phủ tuy là có lớp chữ đinh, nhưng trong mắt một số lão sư, lớp này giống như không tồn tại. Bởi vì nhân số của cái lớp này cơ bản đều đếm trong hai bàn tay, so với các lớp khác thì đúng là chìm nghiễm. Một lớp như thế vẫn còn duy trì xuống, nguyên nhân là vì vị hiệu trưởng đầu tiên từ khi sáng lập học viện đã ra một quy định là không buông bỏ bất kỳ người nào cho dù thiên tư người đó không tốt chỉ cần nguyện ý tiếp tục bước trên con đường võ đạo thì đều phải dùng toàn lực mà dạy dỗ tuy hiệu trưởng hiện giờ vẫn còn tuân thủ theo quy định của người sáng lập nhưng đối với lớp chữ đinh đã không còn một chút nào coi trọng quy củ ha ha ta thực sự không rõ thế nhưng sỉ nhục đệ tử của ta lại sỉ nhục cả ta con người của ta cũng không rộng lượng như vậy." Lâm Phàm cười lạnh nói. "Lâm lão sư, nếu không phục có thể tới đài tỷ võ của học viện để quyết một trận cao thấp, ở đây tranh luận vô dụng." Lưu Thanh Phong cười nói. "Đài tỷ võ chính là nơi dùng để giải quyết xung đột bằng thực lực ở học viện Thiên phủ. Bởi vì tư đấu trong học viện bị cấm, nên mới có đài tỷ võ dùng để giải quyết tư đấu cho các lão sư và học sinh." "Tốt, buổi chiều gặp lại trên đài tỷ võ." đương nhiên không chỉ ngươi, còn có ba người các ngươi, buổi chiều ta sẽ để các ngươi cùng giống như cái bàn này. Lâm Phàm vỗ nhẹ một cái lên mặt bàn ăn cơm. Triêm hoa phủ cúc chỉ lập tức được phát động, chân nguyên rót vào trong bàn. Lâm Phàm đứng dậy, không thèm quay đầu một lần, đi thẳng ra ngoài. Xế chiều hôm nay, hắn muốn dạy cho học sinh của mình tiết học thứ hai. Lưu Thanh Phong nhìn Lâm Phàm rời đi, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là lão sư lớp chữ đinh mà cũng dám hung hăng càng quấy như thế. Thật muốn nhìn xem chiều nay lúc lên đài rồi hắn còn vậy được nữa hay không? Lưu Thanh Phong nói. Công tép nhảy nhép mà thôi, người như thế dạy lớp chữ đinh, vĩnh viễn cũng sẽ không có khởi sắc. Khởi sắc? Ha ha, ta xem là cả một gợn sóng cũng không tạo nổi ấy chứ. Đệ tử lớp chữ đinh đều là một đám thiên tư kém cỏi, cả cảnh giới hậu thiên cũng không đạt đến, hoàn toàn vô dụng, được rồi, không nhắc chuyện này nữa, kẻ này làm mọi người mất hứng, chúng ta nói chuyện khác đi. Được. Rắc rắc, trầm. Ngay tại lúc đám người Lưu Thanh Phong chuẩn bị tiếp tục nói chuyện phím, cái mặt bàn bằng sắt kia bỗng nước gãy rồi nổ tung, hóa thành bụi. Chuyện này. Đám người Lưu Thanh Phong sửng sốt, có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt. Lúc này Lâm Phàm đã ra khỏi nhà ăn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Kim Hoa Phủ Cúc Chỉ tuy có cái tên rất tục, nhưng lại là công pháp có lực phá hoại mạnh nhất mà Lâm Phàm đang có. Buổi chiều, 13 học sinh của Lâm Phàm đã sớm tới lớp, nhưng lại khác xa thường ngày, không hề còn không khí trầm lặng nữa mà hiện giờ trên mặt mỗi người đều hiện ra ý chí chiến đấu bất khuất. Giờ phút này 13 học sinh, mỗi người đều mặt mũi bầm dập, giống như là bị đánh đập, thế nhưng đau đớn lại làm tinh thần của chúng nó càng cao thêm. Hôm nay ta đã đi sang lớp chữ Bính nói thẳng vào mặt tên kia đừng khinh thiếu niên nghèo ta nhất định sẽ có ngày tìm lại tôn nghiêm của ta tuy tên kia hung hăng đánh ta một trận nhưng ta không hề thấy đau ta cảm giác tìm về được niềm tin đã mất từ lâu chu địch hưng phấn nói ta cũng vậy tuy rằng tên kia mạnh hơn ta nhưng ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của lão sư ta nhất định sẽ càng mạnh hơn tào phu thụ nắm chặt nắm tay nói ta cũng bị đánh nhưng trưa nay khi trở về ta đã nói với cha mẹ, ta nhất định sẽ cố gắng. Cha mẹ ta nghe xong rất cảm động, còn cổ vũ cho ta. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta nhất định phải cố gắng, tuyệt đối không làm cho Lâm lão sư thất vọng. Tốt, mọi người cố lên, chúng ta nhất định phải chứng minh chính mình. Lúc này Lâm Phàm đi vào lớp, thấy 13 học sinh của mình rất là hưng phấn thì cũng có chút tò mò. Các trò sao vậy? Đám học sinh liếc nhìn nhau một cái, sau đó tôn kính đứng lên. "Lão sư, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối không để người phải thất vọng." Lâm Phàm sững sờ, sau đó mỉm cười. "Đám học sinh này biết tin tưởng như vậy thật là chuyện đáng vui mừng a." À. Chẳng qua có niềm tin vẫn là không đủ, thiên tư quyết định hết thảy, ngay cả cấp kém cỏi cũng không phải thì dù cố gắng nhìn lần liệu cũng có tác dụng gì. Xem ra còn cần ca a. À, để ta dùng ánh sáng chói lọi dẫn dắt đám trẻ lạc đường này lên tới đỉnh nhân sinh. Ít nhất trong đoạn thời gian này, Lâm Phàm vẫn rất có lòng tin. Trước khi mình cướp sạch tứ đại thế gia cùng hoàng cung, xem ra cần phải thao luyện đám nhỏ này thật tốt đã. Đã xác định làm lão sư thì phải tận tâm tận lực mới được. Tốt, các trò có thể tin tưởng như vậy, lão sư rất là vui mừng. Buổi hôm nay, lão sư sẽ dạy cho các trò tiết thứ hai, nghiền áp. Lâm Phàm nói. 13 học sinh nhìn lão sư, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Nghiền áp. Đây là cái gì? Lão sư rốt cuộc muốn dạy cái gì? 13 học sinh thấy lão sư bước ra khỏi lớp thì vội đi theo. Hiện giờ tụi nó rất tò mò, lão sư rốt cuộc là định dạy tụi nó cái gì? Lúc này, quanh đài tỷ võ đã có rất nhiều người tụ tập. Đệ tử của bốn lớp giáp ất bính đinh đều có mặt. Chúng nó cũng rất tò mò với việc các lão sư luận võ, dù sao đài tỷ võ này đã thật lâu không có ai dùng. Vật học theo loài, người sống thành bầy, cả lão sư lẫn đệ tử của bốn lớp giáp ức bính đinh vẫn luôn đứng cùng một bên, bởi vậy rất ít xảy ra so đấu. Mà cho dù là có, cũng sẽ được đám học sinh lén giải quyết, không chủ động phô trương. Lần này trong học viện truyền tin một vị lão sư lớp chữ đinh lại muốn khiêu chiến một lần bốn lão sư lớp chữ ất, quả thực làm đám học sinh trong trường cảm giác có phải lão sư lớp chữ đinh này bị choáng rồi không? Các ngươi nói lão sư của lớp chữ đinh kia có phải là bị ngốc không? Lại dám hò hét với bốn lão sư của lớp chữ ức, còn đòi một đánh bốn, thật không biết lát nữa chết như thế nào. Một đệ tử mặc y phục màu bạc của lớp chữ ức khinh thường lắc đầu nói. Thế gian rộng lớn, chuyện lạ có đủ. Lưu Thanh Phong lão sư, Hổ Bí lão sư, Quân Vô Thường lão sư, Lý Khiếu Quân lão sư đều là cao thủ tiên thiên cấp năm thành danh từ lâu, bốn người liên thủ, dù là tiên thiên cấp 6 cũng không nhất định chiếm được ưu thế. Cũng không biết vị lão sư lớp chữ đinh này lấy đâu ra tự tin. Các ngươi có nghĩ là hôm nay trở trời không? Trưa nay lúc ta qua lớp chữ Bính, lại thấy có mấy phế vật lớp chữ đinh tới đó khiêu khích, nói gì mà đừng khinh thiếu niên nghèo, lúc ấy ta nghe mà phì cười. Làm chuyện vô ích, muốn chứng minh bản thân thì cũng không cần dùng cách này. Loại tỷ thế này cũng thế, không xem cũng được. Còn không bằng đi thư các chọn một quyển công pháp rồi chăm chỉ tu luyện. Liễu sư huynh, lần trước nghe nói huynh chọn một quyển hoàng giai thượng phẩm đại hải vô lượng và tu luyện thành công rồi phải không? Xem ra Liễu sư huynh quả thật là thiên tư rắc tuyệt, ngay cả đại hải vô lượng cũng luyện thành. Đâu có đâu có, đại hải vô lượng gồm 6 tầng, hiện giờ ta cũng khó khăn lắm mới tới tầng 3 mà thôi, còn xa mới tới đại viên mãn mà dạo này cũng không có tiến triển a à, hiện giờ đúng là ta cũng muốn chọn thêm một công pháp nữa biết nhiều không thiệt đệ tử gọi là liễu sư huynh tự hào thầm trong bụng nhưng mặt ngoài lại khiêm tốn xua tay nói ơ liễu sư huynh huynh xem ai đến kia hình như là người của lớp chữ đinh lúc này lâm phàm dẫn đầu cả lớp nhàn nhã đi tới đối với trận tỷ võ lát nữa lâm phàm không để tâm chút nào lão sư chúng ta tới đây làm gì Tào phu thụ nghi ngờ hỏi. Thiên tiêu, lão sư chuẩn bị dạy cho các trò tiết thứ hai. Lâm Phàm hờ hững đáp. Tào phu thụ sửng sốt, dạy học ở nơi này. Chúng nó tuy là đệ tử lớp chữ đinh, nhưng cũng biết nơi này là đài luận võ, hơn nữa sao hôm nay ở đây lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ có ai đó tỉ võ với nhau sao? Lão sư mang chúng nó tới đây, chẳng lẽ liên quan tới tình huống nơi này? Lão sư hẳn là để chúng ta xem cao thủ quyết đấu, cho chúng ta hiểu được cao thủ là thế nào từ đó nỗ lực để trở thành giống bọn họ lưu thủy thủy bình thường đầu óc rất phong phú nghĩ đến lập tức nói ra có điều đầu óc phong phú cũng không giúp thay đổi thiên tư kém cỏi lưu thủy thủy vô cùng tôn kính lâm lão sư cho nên khi lâm lão sư gọi mình là lưu thủy 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 quyết định đổi tên cả đời sẽ dùng cái tên này bởi vì đây là ân sư ban tặng thủy thủy đầu óc ngươi thật tốt chúng ta đều không nghĩ tới điểm này Chu Du thật thà nói. Lưu Thủy Thủy cao hứng phấn chấn ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này lại phát hiện lão sư đang đi lên đài, lập tức cả kinh. Lão sư, người làm gì vậy? Dạy người. Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói. 13 học sinh vừa nghe, nhất thời sửng sốt, không rõ lão sư có ý gì. Ta thấy các ngươi nhanh chóng gọi y sư lại giúp lão sư của mình đi, nếu không đợi lát nữa lão sư của các ngươi bị đánh học máu thì không kịp cứu đâu một đệ tử lớp chữ ất vên mặt nói đám người tào thiên tiêu vừa nghe tức thì trợn tròn mắt lão sư muốn tỉ võ tại sao không có nghe lão sư nói qua huống hồ lão sư mới nhậm chức ngày đầu tiên sao có thể phát sinh mâu thuẫn với các lão sư khác lớp chữ đinh các ngươi quả nhiên toàn lạc nhân tài phế vật không nói ngay cả lão sư cũng đầu óc bất thường còn dám một chấp bốn thật là điên rồ đệ tử lớp chữ ất châm biếm nói không cho phép ngươi vũ nhục ân sư của chúng ta. Tào Thiên Tiêu mặt đỏ tía tai quát vào mặt đệ tử lớp chữ ất. Ha ha! Đệ tử lớp chữ ất cười lớn, khinh thường lắc đầu. Giờ phút này Lâm Phàm bước từng bước lên đài tỷ võ, nhìn bốn gã lão sư đã đứng sẵn trên đó, mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn 13 học sinh của mình. Mà đám Tào Thiên Tiêu thấy lão sư dừng bước, cũng đều chăm chú nhìn lên. Lâm Phàm giờ phút này cảm giác thiên thời địa lợi nhân hòa, Mọi thứ đều đủ, là thời điểm thích hợp để dạy cho đệ tử tiết thứ hai. Lão sư là người dẫn đường cho đệ tử, đương nhiên phải khắc thật sâu hình tượng của bản thân trong lòng đệ tử. Cao lớn, hùng vĩ, thần thánh, vĩ đại. Lâm Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV giờ phút này chắp tay sau lưng, ánh mắt giống như nhìn thấu cả đất trời mà nhìn lên học sinh của mình, giọng nói trầm thấp uy nghiêm. Ở trong mắt người ngoài, các trò là phế vật, là ngu xuẩn. Nhưng ở trong mắt lão sư, các trò chính là những người thông minh nhất thế gian này. Bốn tên này nói các trò là phế vật, là đồ ngu không thể giáo dục, lão sư hiện tại muốn chứng minh cho bọn hắn biết, ở trong mắt lão sư, bọn hắn cả đồ ngu cũng không bằng. Lão sư. Giờ khắc này 13 học sinh mắt đẫm lệ mà nhìn lên lão sư của mình. Chúng nó không ngờ lão sư lên đài luận võ hoàn toàn là vì chúng nó. Ở học viện Thiên phủ, chúng nó đã quen bị người gọi là phế vật là đồ ngu, mặt người khi dễ cũng không đánh trả, nhưng mấy lời lão sư vừa nói đã đụng tới chỗ yếu ớt nhất trong lòng chúng nó. Mà vừa chạm đến, nước mắt giống như thác đổ, không ngừng trào ra. Nói cũng hiên ngang lẫm liệt lắm, chẳng qua không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng mà oai phong như thế. Lưu Thanh Phong lúc này âm dương quái khí nói. Người này nếu đã xé toan da mặt thì tự nhiên hắn cũng không cần làm bộ nữa. Lâm Phàm nhìn bốn người, tiên thiên cấp 5, Lấy tu vi của mình tuy một chọi bốn có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ dưới tình huống mình không nghiêm túc mà thôi. Vậy thì để ta nghiêm túc một lần đi. Ngày hôm nay ta muốn dùng hai lưỡi rìu này chém ngươi thành cây côn. Hổ bí tính cách nóng nảy, riết cào rống giận. Lâm Phàm bình thản nói. Các đệ tử của ta, các trò nhìn cho thật kỹ, sau này nhất định các trò nhất định sẽ trở nên cường đại. Vâng, lão sư. 13 học sinh gật đầu liên tục nước mắt cứ chảy mãi không thôi đây là lần đầu tiên chúng nó có thêm một người coi trọng trừ cha mẹ mà đám đệ tử tới đài tỷ võ xem trò vui cũng đột nhiên nhận ra lão sư lớp chữ đinh này có chút gì đó không giống với những lão sư khác lời này chúng nó cũng là lần đầu tiên nghe qua nhưng sau đó chúng nó lắc lắc đầu ở đây thực lực vi tôn muốn người khác tôn trọng như vậy phải có đủ thực lực cùng thiên phú nếu không tất cả chuyện khác không cần bàn nữa đám đệ tử lớp chữ đinh này đã định sẵn thiên tư thấp kém cho dù lão sư dạy tụi nó có lợi hại hơn nữa thì cũng vô dụng trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh bốn người các ngươi lên cả đi ta sẽ cho các ngươi hiểu được coi khinh bất cứ người nào đều sẽ phải trả một cái giá thảm thiết lúc này một cơn gió thổi tới làm vạt áo lâm phàm bay phần phật lâm phàm đứng trên đài bình tĩnh chấp hai tay sau lưng ở trong mắt đám đệ tử hình tượng của hắn đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng giống như thế ngoại cao nhân, vô cùng chói mắt. Được, tam trọng phủ. Hổ bí không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên, chân nguyên bạo động, hai cái triều lớn mang theo uy thế vô cùng, bổ tới bả vai của lâm phàm. Tam trọng phủ là tuyệt kỹ thành danh của hổ bí, một triệu bổ xuống mang theo ba tầng lực lượng, một tầng chồng lên một tầng, không có bao nhiêu người cung cấp có thể ngạnh kháng trực diện. Lâm Phàm gặp nguy không loạn, đứng im tại chỗ, miệng khẽ mỉm cười. Lão sư. 13 học sinh nhìn tình cảnh trước mắt, kinh hãi tới mặt trắng bệch, lão sư vì sao không né tránh? Mà đám người lưu thanh phong cũng cười cười, chẳng lẽ là muốn ngạnh kháng sao? Quả thực chính là kẻ ngốc nằm mơ. Lâm Phàm mỉm cười, bình thản đứng im, sau đó khẽ lắc vai một cái, đón đỡ tam trọng phủ của hổ bí. Không tồi, không tồi, ba tầng kinh lực, một tầng so với một tầng hùng hậu hơn, ba tầng bạo phát, người bình thường đúng là không ngăn cản được. Lâm Phàm nở một nụ cười hiền lành. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể điểm kinh nghiệm cộng 3.000. Khi ba tầng kinh lực xâm lấn vào cơ thể, Lâm Phàm chỉ cảm thấy khoan khoái không thôi, đem kinh lực này chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Làm sao có thế? Hổ bí biến sắc, không dám tin một màn trước mắt, người này lại lấy thân thể ngạnh kháng tam trọng phủ của mình. 13 đệ tử lớp chữ đinh vốn không chịu nổi mà nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này thấy chuyện như vậy thì kinh hô lên lão sư quá tuyệt lão sư thật lợi hại những đệ tử ở các lớp khác cũng đều nhướng mày cảm giác không thể tin nổi lâm phàm mỉm cười ngón tay khe khẽ vuốt ve trên lưỡi rìu tam trọng phủ công pháp này không tệ chẳng qua ngươi còn không luyện đến nơi thật sự là đáng tiếc lâm phàm lắc đầu nói chim hoa phủ cúc chỉ lập tức được phát động hai chiếc rìu trong tay hổ bí rung lên lực đạo làm cho hổ bí biến sắc vội vàng áp chế xuống hừ, ta có chút kinh thường ngươi rồi. Sắc mặt hổ bí ngưng trọng lại, nhìn Lâm Phàm, giờ hắn đã rõ người trước mặt này không đơn giản. Cũng phải, dám thách đấu với bốn người bọn hắn, nếu như không có chút nội tình thì chỉ sợ không có người ngu như vậy. Giờ phút này Lâm Phàm nhìn về phía đám đệ tử cổ vũ cho hổ bí dưới đài, vẻ mặt tiếc núi sen lẫn lo lắng nói. Các trò làm học sinh của hắn, ta cảm thấy lo lắng thay cho tiền đồ của các trò đây chính là đánh người đánh cả mặt lâm phàm một chiêu đẩy lui hổ bí cũng bắt được cơ hội mà thuyết giáo một phen đồ khốn nói hưu nói vượng hổ bí vừa nghe sắc mặt tím tái như gan heo nhấc hai chiếc triều bổ bới lâm phàm lâm phàm lắc lắc đầu coi thường nói triều cũng đã mất còn lấy cái gì đánh với ta ngươi nói cái gì hổ bí cả kinh lại càng thẹn quá hóa giận nhưng chính tại nháy mắt này hai chiếc rìu đang hoàn hảo đột nhiên phát ra một tiết rắc sau đó gãy lìa từng khúc điều này sao có thể hổ bí nhìn hai tay trống trơn lại nhìn những mảnh vụn trên đất lập tức nổi trận lôi đình ngươi dám hủy binh khí của ta ta liều mạng với ngươi hổ khiếu quyền hổ bí nổi giận gầm lên một tiếng song quyền bao trùm chân nguyên giống như hai con hổ rít gào đánh tới khí thế bất phàm ai thân là ngọn đèn chỉ đường cho đệ tử thua không đáng sợ chỉ sợ không dám thừa nhận, ngay cả tâm đối mặt thắng thua cũng không có thì làm sao dạy được đệ tử tốt, thật là quá thất vọng. Lâm Phàm rất là đau lòng nói, sau đó lại nhìn một đám đệ tử phía dưới. Ta vì tương lai của các trò mà cảm thấy đau lòng. Đám đệ tử lúc trước vẫn còn cổ vũ cho hổ bí, giờ nghe Lâm Phàm nói như thế, nhất thời trầm mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Đồ khốn, ngươi. Hổ bí giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, lại càng tăng sức mạnh hai tay lên vài phần. Lão sư, cẩn thận. Lưu thủy thủy kinh hô một tiếng. Lâm phàm mỉm cười. Không ngại, ta bất thắng chính, tâm lớn hơn thì thế giới cũng sẽ càng rộng mở. Đi chết đi. Song quyền của hố bí đánh lên người lâm phàm, mặt đất cũng bị kinh lực tạo thành một làn khói bụi. Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể điểm kinh nghiệm cộng 2.000. Lâm phàm nhìn hổ bí, tiếc núi lắc đầu, không thể đấm mạnh thêm chút sao? Đối mặt 400 vạn điểm kinh nghiệm, có mấy ngàn này chẳng thấm tháp vào đâu cả. Hổ lão sư, ngươi tu hành còn chưa đủ." Lâm Phàm rất là tiếc nuối lắc đầu nói. "Bất động hoàng quyền." Ầm. Uhm. Lâm Phàm khẽ đánh một quyền lên người Hổ Bí. Hổ Bí mang theo sắc mặt không dám tin, cả người bị đánh bay ra ngoài. 13 đệ tử lớp chữ đinh nhìn tình huống trên võ đài, đã từ lo lắng ban đầu biến thành trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó thật không ngờ lão sư lại cường đại quá mức như vậy, cường đại đến độ lão sư lớp chữ ất không có cả cơ hội phản kháng. Lão sư, quá tuyệt. Đám người chu du hưng phấn hét to lên. Lâm phàm khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói. Tiết thứ hai này, ta dạy cho các trò một chuyện, đó là thắng thua không đáng sợ, đáng sợ là không dám nhận thua. Con đường tu luyện, chỉ có gặp ngăn trở mới có thể tuyệt địa trùng sinh tiến lên độ cao mới hổ lão sư này không thể đối mặt với thất bại của mình thành tựu trên con đường tu luyện sẽ không quá lớn các trò làm đệ tử của ta nhất định phải nhớ kỹ điều này rõ chưa lão sư chúng ta hiểu được chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như hổ lão sư mười đệ tử đồng thanh trả lời ừ trẻ nhỏ dễ dạy lâm phàm rất là vui mừng gật gật đầu Giờ khắc này hình tượng chói lọi của Lâm Phàm ở trong lòng 13 đệ tử càng ngày càng cao lớn. Chúng nó cũng cho rằng lão sư rất lợi hại, nhưng lúc này chúng nó lại cảm giác thêm một việc, đó là Lâm lão sư chính là người chỉ lối thênh thang cho cuộc đời mình, dẫn dắt mình thoát khỏi cảnh khó khăn. Ngay cả những đệ tử quan sát dưới đài, sâu trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu có chút biến hóa. Lão sư này bất phàm. Lớp chữ đinh tại sao lại có lão sư như vậy chứ? những lời vừa rồi hình như rất có đạo lý a à. mà hổ bí bị lâm phàm đánh bay xuống đài nghe được mấy lời này của lâm phàm nhất thời nộ hỏa công tâm phun ra một nguồn máu tươi hắn không ngờ mình thân là lão sư đã mấy năm lại bị người giáo huấn hơn nữa còn ở ngay trước mặt đệ tử như vậy sau này hắn làm sao còn có thể tạo dựng hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử ở hoàng triều đại yến người có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có gia nhập tông môn nhận được chỉ dạy toàn diện. Nhưng cũng có một số người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, lưu lại trong học viên, dạy một ít học sinh, tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng. Hổ Bí thất bại, làm cho đám Lưu Thanh Phong cả kinh, cảm giác điều này thật sự là quá khó để tin tưởng. Bốn người bọn hắn tuy rằng đều là tiên thiên cấp 5, nhưng nếu đơn đã độc đấu thì Hổ Bí vẫn hơn một bậc. Hiện giờ ngay cả Hổ Bí cũng thua, vậy bọn hắn càng không có hy vọng. Giờ khắc này ba người bắt đầu muốn rút lui, nếu đợi lát nữa thua trận, cũng không biết sẽ mất mặt đến mức nào trước mặt đệ tử. Hiện tại đến phiên ba người các ngươi, có thể ra chiêu." Lâm Phàm hờ hững nói. Ba người Lưu Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lưu Thanh Phong tiến lên ôm quyền. "Lâm lão sư tài nghệ cao cường, ba người chúng ta chịu phục, chuyện này chấm dứt ở đây đi." Lâm Phàm nhìn ba người, khẽ nhíu mày, tiết tấu này không đúng. Theo lý thuyết ba người này hẳn là nên ăn thua đủ với mình, sao giờ lại nhận thua nhanh như vậy? Mà nếu nhận thua, chẳng phải mình mất cơ hội tạo dựng hình tượng chói lọi trước mặt đệ tử? Không được, tuyệt đối không được. Lưu lão sư, Quân lão sư, Lý lão sư đã lên đài luận võ thì chỉ một người có thể còn đứng mà đi xuống. Thế nhưng ta vốn trọng lượng, cũng sẽ không hùng hổ dọa người, có điều các ngươi sĩ nhục đệ tử lớp chữ đinh của ta ta cảm giác các ngươi cũng nên dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình làm tấm gương cho đệ tử vì thế các ngươi hãy xin lỗi đệ tử của ta đi lâm phàm không nhanh không chậm nói cái gì ba người lưu thanh phong cả kinh điều đó không có khả năng thân là lão sư sao có thể cúi đầu xin lỗi học sinh đây là chuyện tình xưa nay chưa từng nghe lâm phàm nhíu mày trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trung phẩm ai thất vọng cực kỳ người không phải thánh nhân, ai mà không có sai lầm, thế nhưng ngay cả dũng khí nhận sai cũng không có thì làm sao mà dạy dỗ người khác. Lâm Phàm thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn xuống những học sinh kia. Trò, trò, cả trò nữa. Có lẽ không ít trò ở đây từng có lúc phải vứt bỏ chân lý của mình khi đối mặt với quyền uy của lão sư, đúng không? Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác tài ăn nói của mình càng ngày càng tốt, canh gà tâm linh từng ngụm từng ngụm bón tới. Đạo lý mới chính là thứ lòng người muốn tiếp nhận, thực lực chẳng qua là nghiền ép ở mặt ngoài, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất của đạo đức mới có thể không phí một binh một tốt mà nghiền áp tất cả trước mặt. Có phải từng như thế không? Lâm Phàm nhìn đám đệ tử phía dưới, đột nhiên quát lớn. Đám đệ tử bên dưới bị một câu này đánh động lên tâm tưởng, những chuyện cũ từng cố phong bế trong lòng bị một câu này của Lâm Phàm lặng lẽ mở ra. 13 đệ tử lớp chữ đinh đứng dưới đài. Nhìn thấy hình tượng chói lọi của lão sư ở trên đài, tâm cũng bắt đầu sôi trào. Đúng, chúng nó muốn lớn tiếng mách với lão sư, chúng nó đã từng như thế. Mặc dù chúng nó là phế vật, nhưng cũng đã có lúc sợ hãi khi đối mặt với cường thế rồi chỉ có thể lựa chọn im lặng. Lâm Phàm nhìn từng đệ tử Lâm vào trầm tư dưới đài, khẽ thở nhẹ một tiếng. Đều là trẻ nhỏ a, à, nội tâm còn quá mức thuần khiết. Võ đạo một đường là phải đi thẳng mà tới, giữ chắc bản tâm nếu sợ hãi cường quyền, mai một chân lý trong lòng, như vậy cả đời khó có khả năng đi xa trên con đường võ đạo. Hiện tại, các trò lớn tiếng nói cho ta biết, có phải từng như thế không? Lâm phàm tăng khí thế, như một mặt trời chính nghĩa, chiếu rọi lên toàn bộ đệ tử dưới đài. Từng tiếng quát lớn kia triệt để mở toan cửa lòng của mỗi một đệ tử. Đám đệ tử nghe lâm lão sư nói, đều khí huyết quay cùng, những chuyện chôn giấu trong lòng mãnh liệt tuôn ra. Có ta đã từng như vậy lâm lão sư nói rất đúng chẳng ai hoàn mỹ ý kiến của chúng ta khác với lão sư vì cái gì chúng ta lại sai ta từng bị tắc nghẽn chân nguyên ta cho là công pháp có vấn đề nhưng lão sư lại nói thân thể ta có tật cuối cùng sau khi ta chịu đủ khổ sở uống đủ loại thuốc chữa trị không được mới phát hiện thật sự là do công pháp chuyện này ta luôn chôn giấu trong lòng chưa bao giờ nói ra bởi vì đó là lão sư dưới sự lôi kéo của lâm phàm đám đệ tử đem từng chuyện từng chuyện bất bình kể ra. Trên đài, đám người Lưu Thanh Phong hiện sắc mặt cực kỳ khó coi. Luận võ sao lại biến thành như vậy, thậm chí mình trở thành cái đích cho người chỉ trích, tới cùng là chuyện gì xảy ra. Hổ bí té trên mặt đất, nghe Lâm Phàm nói như thế lại lần nữa phun máu, giận đến muốn ngất đi. Điên đảo trắng đen, sao lại có kẻ vô sĩ như thế? Lâm Phàm nhìn tình cảnh trước mắt mà cười thầm, khẽ giơ tay làm động tác im lặng các trò tuy không phải đệ tử của lâm phàm ta nhưng các trò đều là đệ tử của học viện thiên phủ nên ta muốn cùng các trò nói vài lời nhớ kỹ phải luôn tin tưởng ở bản thân mình không chịu ảnh hưởng của người khác vững vàng bản tâm làm những việc tự mình cho là chính xác đám đệ tử dưới đài nhìn lâm phàm trong lòng dần có cảm giác tôn trọng cảm tạ lâm lão sư dạy bảo đám người này đều là đệ tử tốt tiếp thu rất nhanh có đầu óc cũng có thể hiểu được ai đúng ai sai chẳng qua là quá mức đơn thuần lâm phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu hiệu quả này không tồi vẫn là lừa trẻ con dễ hơn sau đó lâm phàm nhìn về phía ba người lưu thanh phong các ngươi nhất định phải hướng đệ tử của ta xin lỗi đám người lưu thanh phong lại biến sắc lần nữa sau đó nhẹ giọng nói lâm lão sư làm người lưu một đường ngày sau dễ gặp lại ngươi để chúng ta xin lỗi đệ tử thì sau này làm sao còn chút uy nghiêm nào Lâm Phàm hơi hơi nhíu mắt lại, sau đó đột nhiên mở to, vung trường kiếm trong tay lên. Đã như vậy thì chiến đi. Lâm lão sư, chờ đã. Đám người Lưu Thanh Phong cả kinh, vội vàng khoát tay nói. Bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Lâm Phàm, nếu thực sự động thủ thì kết cục nhất định còn bi thảm hơn cả hổ bí, bởi vì cũng không biết người này sẽ nhận xét bọn hắn như thế nào trước mặt đám đệ tử. Vậy nói xin lỗi không? Lâm Phàm nhìn ba người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói chuyện này ba người lưu thanh phong do dự bọn hắn là lão sư sao có thể xin lỗi đám đệ tử lớp chữ đinh chứ nếu chuyện này truyền ra còn không phải bị người cười chết ta cảm giác lưu lão sư hẳn là nên xin lỗi ngày hôm nay nghe lâm lão sư nói những lời này ta ta cảm giác không nên xem thường bất kỳ kẻ nào ta sẽ xin lỗi những sư đệ sư muội lớp chữ đinh được ta cũng vậy lưu lão sư xin lỗi xin lỗi xin lỗi lúc này dưới càng lúc càng nhiều người lên tiếng hưởng ứng đây chính là tâm tính của con người a đại thế đã thành không thể nghịch chuyển đám nhóc lưu thủy thủy thấy tình huống hiện trường thì kinh hãi không biết nên nói gì chúng nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy ba người lưu thanh phong cuối cùng đành gật gật đầu được chúng ta xin lỗi lâm phàm cười khẽ sau đó vẫy vẫy đám lưu thủy thủy đều lên đây nhận lời xin lỗi chân thành của ba vị lão sư đi mười ba học sinh lớp chữ đinh cả kinh có chút sợ hãi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của lâm lão sư thì cũng mạnh dạn lên đi lên đài luận võ mười ba đứa nhỏ đứng thành một hàng thẳng tắp nhưng ánh mắt lại không dám nhìn ba vị lão sư các trò nhớ kỹ nhận lời xin lỗi của người khác thì nhất định phải nhìn vào mắt đối phương mới có thể xem là tha thứ cho người đó nghe rõ chưa lâm phàm nói lão sư chúng ta nghe rõ ràng đám lưu thủy thủy kích động đến đỏ hồng khuôn mặt ba người lưu thanh phong chỉ biết cố nén phẫn nộ trong lòng mà hổ bí đang nằm trên mặt đất thì lập tức giả vờ bị thương không nhẹ mà bất tỉnh cứ nói đùa để hắn cúi đầu xin lỗi học sinh quả chính là xuân thu đại mộng tốt nhất thành thật nằm đây tránh kiếp nạn này đi. Ba vị lão sư, đến đây đi. Lâm Phàm vẫy tay nói. Ba người Lưu Thanh Phong liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi tới trước 13 học sinh. Đám Lưu Thủy Thủy lấy hai tay nắm chặt góc áo, có chút khẩn trương, nhưng vẫn theo lời lão sư mà hai mắt nhìn thẳng người tới xin lỗi. Rồi đột nhiên, chúng nó phát hiện ba vị lão sư lớp chữ ớt này cũng chẳng có gì đáng sợ chúng ta xin lỗi các trò lưu thanh phong hơi nhắm mắt cuối cùng nói ra những lời này sau đó nhìn thoáng qua lâm phàm cáo từ lần này mất sạch thể diện trước mặt một đám đệ tử sau này không biết sẽ bị đồn thành bộ dáng gì nữa khoan đã lúc này lâm phàm mở miệng nói lưu thanh phong ba người biến sắc lâm phàm này muốn làm gì các lão sư đã xin lỗi các trò vậy các trò cũng nên chân thành đáp lễ nói các trò nhận lời xin lỗi của ba vị lão sư. Lâm Phàm nói, trong lòng tiện tiện cười. Mười ba người đệ tử gật gật đầu, tiếp đó nhìn ba vị lão sư nói. Chúng ta chấp nhận lời xin lỗi của các lão sư. Giờ khắc này đám lưu thủy thủy cảm giác phản phất là đang nằm mơ, chúng nó thật không ngờ, mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Để lão sư lớp chữ ức xin lỗi, đây là chuyện chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ tới sắc mặt ba người lưu thanh phong càng lúc càng xanh bỏ đi không quay đầu lại mà hổ bí cũng vội đứng lên mặt xám xịt rời đi theo lâm phàm cười nhìn 13 đệ tử rất là thỏa mãn gật gật đầu sau đó nhìn về dưới đài các trò phải nhớ kỹ bốn chữ tuân theo bản tâm giải tán đi đinh chúc mừng chức nghiệp phụ hiền sư điểm kinh nghiệm cộng 200. lâm phàm giờ khắc này vui vẻ nở nụ cười quả nhiên người có đầu óc thì sống khoan khoái nhân sinh A. À. Còn cần hảo hảo nắm chắc mới được. Trải qua bài giảng trên đài tỷ võ, hình tượng chói lọi của Lâm Phàm nhất định đã khắc sâu trong lòng đại đa số đệ tử. Đương nhiên càng hoàng mỹ không tì vết thì càng có nhiều kẻ đố kỵ, cho nên trận tỷ võ vừa chấm dứt, đã có vô số lời bình luận phát sinh. Cái gì mà một đám đệ tử tầm thường, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể có tiền đồ gì. Gì mà tư chất quyết định hết thảy, gà rừng cũng không thể biến thành phượng hoàng vân vân. Đối với những lời bàn tán này, Lâm Phàm rất khinh thường, bổn đại gia nhất định sẽ đào tạo ra một đám đệ tử xuất sắc cho các ngươi nhìn. Buổi học chiều nay để 13 đệ tử lớp chữ đinh được lợi rất nhiều. Chúng nó cảm giác mình đã tìm được lương sư. Sau khi luận võ chấm dứt, Lâm Phàm cho đệ tử nghỉ nửa ngày hôm sau, để chúng nó thích làm gì thì làm. Lâm Phàm hối hận nhất việc không có đi tàn thư các lựa chọn công pháp lúc còn ở Thánh Ma Tông, lần này đã đến học viện Thiên Phủ, nếu lại tiếp tục mặc kệ công pháp thì đúng là nên bị trời phạt sét đánh còn về việc công pháp cấp bậc gì lâm phàm không quan trọng dù sao có thể thăng cấp vô hạn ngay cả hầu tử thâu đào bất nhập lưu cũng bị bổn đại gia thăng tới đảo ngược âm dương thì còn công pháp gì bổn đại gia không thể chơi đùa học viện thiên phủ là do cường giả xây dựng đồng thời có hoàng gia chống đỡ công pháp nơi đây tuy không phong phú được bằng thánh ma tông nhưng cũng không thể coi thường lâm phàm đăng ký xong bên ngoài Tiến vào thư các thì nhìn thấy bên trong tấp nập đệ tử đang mãi miết lựa chọn công pháp. Thư các rất lớn, có từng dãy giá bày công pháp, chỉ là có giá toàn công pháp không trọn vẹn, có giá lại lèo tèo vài quyển, xem ra công pháp vẫn rất khang hiếm. Lâm Phàm lấy tay lướt qua một loạt quyển công pháp, để xem trong đó có quyển nào hợp với mình không. Đinh, phát hiện công pháp bất nhập lưu thiên tàn cước, học tập hay không? Đinh, phát hiện công pháp bất nhập lưu thiết khố đan, học tập hay không? đinh phát hiện công pháp hoàng giai hạ phẩm ẩn tức thuật học tập hay không lâm phàm đi cả một vòng thật muốn chửi động lên cái học viện này chứa toàn là công pháp bất nhập lưu như thế sao mà dạy ra đệ tử tốt được chứ thật là làm cho người ta thất vọng thế nhưng cuối cùng lâm phàm cũng phát hiện một quyển công pháp hoàng giai hạ phẩm lập tức vui vẻ lên đây là khởi đầu tốt đẹp a à? công pháp hoàng giai hạ phẩm tuy không phải rất tốt nhưng ở trong một đống phế liệu tìm ra được một quyển công pháp hoàng giai cũng đã là may mắn lắm rồi ẩn tức thuật nghe có chút hữu dụng đây lâm phàm rút quyển ẩn tức thuật ra quan sát bì ngoài có chút cũ nát xem ra đã được viết khá lâu lâm phàm mở ra tờ thứ nhất cẩn thận mà nhìn đây là công pháp được một vị lão sư của học viện thiên phủ sáng tạo ra nhưng chưa từng có người nào tu luyện viên mãn thậm chí chỉ có một người tu luyện duy nhất chính là vị lão sư sáng tạo ra nó. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, cũng hiểu được, vị lão sư này là gặp một loài mảnh thú có thiên phú là thay đổi màu sắc làn da phù hợp với hoàn cảnh, giống như đột ngột tàn hình, từ đó mà suy luận ra ẩn tức thuật. Lão sư này chia ẩn tức thuật làm ba tầng, một tầng so với một tầng càng quái dị, tu tới tầng ba sẽ có thể vận chuyển chân nguyên bọc lấy cơ thể, biến hóa bề ngoài theo hoàn cảnh xung quanh. Thế nhưng khi Lâm Phàm nhìn tới dòng chú thích cuối sách thì có chút hết nói nổi rồi. Lão sư này lại bị người ta chém chết. Nguyên lai lão sư này đánh với địch nhân, vì muốn đánh lén nên vận dụng ẩn tức thuật dung hợp bản thân với cảnh vật xung quanh, nghĩ rằng đối phương sẽ không phát hiện. Nhưng đối phương lại là giả vờ không thấy, cuối cùng cố ý tới gần, một đao chém chết lão sư này. Khi lão sư này gần chết, địch nhân chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Ngươi cho là ta mù sao? Bởi vậy trước lúc lâm chung, lão sư này dùng máu viết lưu ý cảnh báo cho hậu nhân, tu luyện ẩn tức thuật này cần cẩn thận. Đây còn không phải giống như tắc kè hoa sao. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng, cảm giác ý tưởng của lão sư này không tồi, thế nhưng đúng là có chút ngu, tắc kè hoa chỉ là thay đổi màu sắc, nếu không mù thì vẫn có thể nhìn thấy A. Có điều công pháp này đúng là không tệ, Lâm Phàm có chút hứng thú. Công pháp này chỉ có ba tầng, nhưng bổn đại gia tăng cấp vô hạn, còn không phải thăng cấp nó lên biến thái sao? Đinh, chúc mừng học được ẩn tức thuật. Ẩn tức thuật tầng 1, không trên 100. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục càn quét tầng thứ nhất thư các, công pháp nơi này chủ yếu đều là bất nhập lưu hoặc hoàng giai. Không có mấy công pháp dùng được vào thực tế, cuối cùng Lâm Phàm bỏ qua. Quý ở tinh chứ không ở nhiều, truy phong kiếm quyết, triêm hoa phủ cúc chỉ, bất động hoàng quyền, mê huyễn thân pháp, hắc hổ đào tâm đều chưa mãn cấp, lại học thêm một ít loạn thất bát tao chỉ phí thời gian. Khi thấy có người theo cầu thang đi lên, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, tầng trên cũng có công pháp, có thể đi coi trộn một chút. Thế nhưng hắn vừa đặt chân tới cầu thang thì đã bị một ông lão râu bạc ngăn cản. Ngươi không thể đi lên. Ông lão hiếp mắt nói. Tại sao? Bọn họ có thể lên, sao ta không thể? Giờ khắc này Lâm Phàm không phục, đây không phải kỳ thị sao, lớp chữ ớt trở lên mới có thể lên trên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông lão nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đũng quần ông lão một cái, trong lòng chửi thầm 18 đời tổ tông đối phương lên. Sau này nhất định cho ngươi khóc. Sau đó Lâm Phàm rời khỏi nơi này, chuẩn bị nghiên cứu ẩn tức thuật. Trở lại phòng của mình, Lâm Phàm đóng cửa lại, vận chuyển ẩn tức thuật. Công pháp này không giống bất diệt ma thể, muốn thăng cấp chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Phàm vận chuyển ẩn tức thuật, chân nguyên cũng giảm bớt một chút. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật điểm kinh nghiệm cộng 100. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp. Ẩn tức thuật tầng 2, không trên 1.000. Giờ khắc này Lâm Phàm vui vẻ nở nụ cười, không nghĩ tới vận chuyển một lần đã thăng cấp, quả nhiên rất đơn giản a. À. Mà Lâm Phàm cũng cảm giác được chính mình dần dần có chút biến hóa, chân nguyên trong cơ thể đang bắt chước hoàn cảnh chung quanh mà đổi sắc, Xem ra công pháp này quả thật là tắc kè hoa a. À. Có điều dù thế thì chỉ cần người không bị mù vẫn nhận ra được, bởi bản thân không khác gì tự vẽ lên người mình khung cảnh ở sau lưng. Sau đó Lâm Phàm một công đôi việc, vừa vận chuyển ẩn tức thuật vừa tu luyện tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Vô tướng thiên ma cướp được từ mặt giật hiên. Đinh, chúc mừng tâm pháp Thiên giai thượng phẩm Vô tướng thiên ma điểm kinh nghiệm cộng 10. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật điểm kinh nghiệm cộng 100. Đinh chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp. Ẩn tức thuộc tầng 3, không trên 2000. Hai môn tâm pháp thiên giai thượng phẩm cướp từ mặt giật hiên và nghe mạng thiên làm lâm phàm rất đau đầu, bởi vì điểm kinh nghiệm cộng vào thật quá ít, ít đến độ làm người ta chờ đến hỏng mất. Cũng không biết khi nào mới có thể tăng cấp cho hai môn tâm pháp này. Tuy nói tầng thứ nhất của cả hai chỉ có 10 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng cứ 10 điểm một cũng là quá xa xôi. Hơn nữa khi tu luyện sẽ tiêu hao khá lớn chân nguyên, không thể vùi đầu vào tu một lèo mà chốc lại phải dừng chờ chân nguyên khôi phục nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha